Xin trân trọng kính chào và sư quản nhiệm, sư nhiệm chức phụ tá, ban chấp sự trị sự hội thánh cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà, con cái Chúa tại hội thánh Tin Lành chi hội Sài Gòn. Trước hết xin cho tôi chia buồn cùng gia đình đầy tớ của Chúa, vì tôi được hay tin là bà cụ thân sinh của đầy tớ của Chúa, mục sư Thế Hiển ở tại đây, đã về nước của Chúa, hưởng thọ được 90 năm trên đất trong sự theo Chúa một cách tinh kính. Chúa rước về trong nước thiên đàng đời đời vinh hiển. Cũng xin trân trọng kính chào toàn thể các đầy tớ của Chúa có mặt buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì cớ chúng ta vẫn vâng theo mạng lệnh của Chúa truyền dạy. Chúng ta cứ rao giảng Tin Lành về nước Đức Chúa Trời cho mọi dân, mọi nước và mọi nơi, mọi chỗ mà Chúa cho chúng ta có được hội thánh thành lập. Chúng ta vẫn vâng theo mạng lệnh đó để chúng ta truyền giảng Tin Lành, gây dựng hội thánh, mở mang nước của Chúa giữa lòng đồng bào của chúng ta. Bởi đó mà chúng ta có được những tân tín hữu tiếp nhận Giê-xu làm cứu Chúa đời sống của mình và cũng đã học hỏi lời của Chúa, thờ phượng Chúa để chịu thánh lễ báp têm theo như lời Chúa phán dạy chúng ta. Cứ làm việc đó luôn cho đến khi Chúa trở lại. Và những kết quả này là bằng cớ cho chúng ta thấy lời hứa của Chúa vẫn đảm bảo cho chúng ta ngày ở cùng chúng ta trong công tác này. Cho nên chúng ta không quên cái mạng lệnh trọng yếu mà Chúa giao phó cho chúng ta. Và cứ làm mãi cho đến khi Chúa chúng ta trở lại. Cảm ơn Chúa vì Chúa có ở cùng chúng ta trong công việc gây dựng mở mang nước của Chúa giữa lòng đồng bào của chúng ta. Buổi sáng hôm nay thì qua khúc kinh thánh ngắn gọn và câu kinh thánh mà làm đề mục ở đây, câu gốc ở đây, chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa qua câu gốc câu thứ 22 đó. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Chúng ta sẽ suy gẫm hai phần. Thứ nhất là nghe lời Chúa. Thứ hai là làm theo lời Chúa. Có một đầy tớ của Chúa ở trên giường bệnh và sắp về với Chúa. Mắc chứng bệnh ung thư và đau đớn lắm ở trong xác thể. Và cụ cũng già yếu rồi. Chúng tôi một số truyền đạo trẻ đến thăm cụ. Khi hỏi thăm qua sức khỏe những công việc mà của chúng tôi học việc Chúa xong, thì cụ với tay trên gối phía trên mà lấy ra quyển kinh thánh của cụ để đầu giường đó. Cụ đưa lên nói với chúng tôi rằng lời của Chúa mầu nhiệm biết bao, học hết cả đời cũng không hết nữa. Mầu nhiệm lắm. Hãy luôn đọc, học, suy gẫm lời của Chúa và làm theo lời của Chúa, chúng ta sẽ giữ được sự trung tín cho đến cuối cùng và sẽ gặp mặt ở trong nước của Chúa. Quả thật như vậy, nếu một con cái của Chúa mà được sinh ra từ trong một gia đình tin kính Chúa, lớn lên, hoặc là một con cái của Chúa từ khi tiếp nhận Giê-xu làm cứu Chúa trong đời sống của mình, mà học lấy lời của Chúa thì chúng ta học được biết bao nhiêu điều dạy dỗ ở trong lời Kinh Thánh. Và chúng ta cũng được biết còn biết bao nhiêu điều nữa mà chúng ta chưa học đến, và chúng ta phải cần học. Và trong cái số mà chúng ta đã học biết đến đó, trước giờ đó thì chúng ta còn nhớ được bao nhiêu. Bao nhiêu điều mà chúng ta nhớ về sự dạy dỗ của lời Chúa, sự cảnh tỉnh của lời Chúa, sự khuyên răn của lời Chúa. Và trong những điều mà chúng ta còn có thể nhớ được đó thì chúng ta đã thể hiện ra trong đời sống của chúng ta sống được là bao nhiêu? Có hỏi vậy không? Chúng ta xét thật lòng mình. Cho nên chúng ta cứ phải học lời của Chúa mãi. Và nếu được thì chúng ta học đến đâu thì xin Chúa cho chúng ta làm đến đó, sống được đến đó. Không gì quý báu và phước hạnh cho bằng mà chúng ta chỉ ước ao là như vậy. Và tôi nghĩ là sứ đồ Gia Cơ cũng muốn nhắc cho chúng ta về điều này mà thôi.
hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nên chúng ta cùng suy gẫm với nhau, thứ nhất là chúng ta nghe lời của Chúa, và phần thứ hai là chúng ta học về làm theo lời Chúa. Nghe lời Chúa, trước nhất thì chúng ta nói đến cái tầm quan trọng của sự nghe lời của Đức Chúa Trời. Sự nghe lời Đức Chúa Trời quan trọng, thứ nhất là vì cớ lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Hebrews 4 câu thứ 12, lời sống và linh nghiệm. Các anh em chịu thánh lễ báp têm, quý chị em chịu thánh lễ báp têm buổi sáng hôm nay thì bắt đầu học cái bài đầu tiên hết ở trong Phúc Âm Chỉ thì biết rồi, phải không? Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật. Từ ban đầu, Đức Chúa Trời với lời của Chúa phán ra thì chúng ta thấy là có mọi sự. Và mọi sự Chúa phán ra có đó, nó cứ sống động và nó cứ lưu truyền và tồn tại cho đến ngày hôm nay, và cứ tồn tại theo ý của Chúa muốn cho đến khi Chúa chúng ta đến và kết thúc cái thế giới này. Cho nên Kinh Thánh luôn nhắc cho chúng ta biết rằng muôn vật và loài người của chúng ta được làm nên bởi lời Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Trời. Vì vậy mà chúng ta phải lưu ý rằng Đức Chúa Trời và lời của Ngài có cái thẩm quyền tuyệt đối ở trên tất cả mọi tạo vật của Ngài, và đặc biệt trên con người, đặc biệt trên lịch sử của loài người ở trên đất này. Đức Chúa Trời đang tể trị, Đức Chúa Trời đang muốn nó xoay dần tồn tại theo ý muốn của Chúa cho đến chừng Chúa muốn dừng lại. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, phân biệt các tư tưởng và ý định ở trong lòng. Cho nên khi chúng ta nghe những lời Kinh Thánh nói tầm quan trọng của lời Đức Chúa Trời, thì xin Chúa cho chúng ta để xét lấy mình khi chúng ta nghe lấy lời của Chúa. Và chắc chắn chúng ta đối diện trước lời của Đức Chúa Trời, lời có thẩm quyền tuyệt đối, lời muốn đưa chúng ta đến sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc của trên thế gian này, và nó còn lại cho chúng ta trong nước của Chúa, thì tôi tin rằng không ai có thể dối mình, mà chúng ta phải tự xét mình vậy, không phân biệt ai, phải vậy. Thứ hai, chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời quan trọng là vì cớ Đức Chúa Trời và lời của Ngài thì không hề thay đổi. Ở trong câu thứ 7 thì chúng ta biết có ghi trong Ngài không có một sự thay đổi, cũng chẳng có một sự biến cải nào. Đức Chúa Trời vẫn y nguyên, lời của Chúa vẫn y nguyên, không hề thay đổi. Những gì Chúa phán, Chúa hứa, Chúa truyền, Chúa dạy, Chúa bảo vẫn y nguyên như vậy, với phần phước hạnh, với phần bị đoán phạt. Chúa Giêsu phán thế nào? Trời đất sẽ qua đi, nhưng một chấm một nét của lời ta nói chẳng hề qua đi. Tất cả Thi Thiên kinh nghiệm điều đó. Cho nên nói lời của Chúa vẫn lập đời đời ở trên trời. Nó dưới đất này thì hay thay đổi lắm, có phải vậy không? Không có cái gì gọi là đời đời. Lời của Chúa vẫn lập đời đời, có nghĩa là không hề bị rung động, đấy. Không có bị cái áp lực nào, có ảnh hưởng gì mà nó thay đổi được, đấy. Và chúng ta biết rằng Chúa chúng ta cũng là đấng thành tín, có nghĩa là gì? Ngài phán, Ngài nói thì Ngài giữ lời. Và Ngài Đức Chúa Trời quyền năng, cho nên Ngài có thể làm được mọi sự. Chúa là đấng thành tín. Cho nên chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời, lời của Chúa thì sẽ không bao giờ chúng ta bị thiệt hại, không bao giờ chúng ta bị lừa dối. Chắc chắn là như vậy. Đức Chúa Trời và lời của Chúa không hề thay đổi. Chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Chúa và lời của Chúa, anh chị em.
thì chúng ta đã từng tin cậy nơi con người như thế nào mà chúng ta bị thất bại, chúng ta bị lừa. Chúng ta hoàn toàn phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời và lời của Chúa. Nếu phương diện Chúa cũng muốn tin cậy nơi chúng ta, Chúa cũng muốn chúng ta sẽ trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Để gì? Để chúng ta sẽ lãnh mão triều của sự sống trong đời đời. Nhà lời của Đức Chúa Trời quan trọng. Thứ ba nữa là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết tại đây vì lời đó cứu được linh hồn của chúng ta trong câu thứ 21. Thật là nghe lời của Đức Chúa Trời rất quan trọng cho sự sống tại đời này cũng như sự sống tương lai đời đời của chúng ta. Nên con người cần phải xoay hướng trở lại để mà nghe lấy lời của Đức Chúa Trời để linh hồn mình được cứu. Vì vậy mà loài người nói chung, con cái của Chúa nói riêng, trước hết chúng ta phải nghe lấy lời của Đức Chúa Trời. Trước hết. Và nghe lấy lời của Đức Chúa Trời phải trên hết, trên tất cả những cái lời mà gọi là lời hay, ý đẹp nhất, tốt nhất của con người. Tại sao vậy? Chúng ta nhắc lại, vì Gia Cơ nói rằng vì lời của Đức Chúa Trời cứu được linh hồn của con người chúng ta. Người chúng ta không phải như cây cỏ, như muôn thú. Chúng ta được dựng lên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời để thông công với Chúa, để được ở với Chúa đời đời phước hạnh. Đấy. Nhưng còn là người phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển đó của Đức Chúa Trời. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng lời của Đức Chúa Trời cứu được linh hồn. Đấy. Khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời, thì nghe giảng tin lành, lời Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là ngôi lời trở nên xác thịt. Văn nói ở giữa chúng ta đầy ân sủng, đầy chân lý. Chúng ta ngắm xem ngôi lời trên xác thịt đó, chúng ta có thể thấy được sự vinh hiển của chính Ngài đã có, của con một đến từ nơi Cha. Quý ông bà anh chị em chuẩn bị cho lễ báp têm đã học về giáo lý rồi, phải không? Ngôi lời đó là Đức Chúa Giêsu Christ đã trở nên người. Những công việc của Chúa làm, đời sống của Chúa, sự chết của Chúa trên thập tự giá, sống lại từ cái chết, sự thăng thiên về đời, tất cả nói lên cho chúng ta một điều là Ngài có thể cứu linh hồn chúng ta, chịu chết đền tội thay chúng ta trên thập tự giá. Cảm tạ ơn Chúa, nếu Chúa có một tội lỗi nào, nếu Ngài không phải là cứu Chúa thì chắc chắn là cửa khâm phủ không có mở ra để Chúa bước ra đâu. Hãy tin Đức Chúa Christ thì ngươi sẽ được cứu. Như vậy thì chúng ta biết tầm quan trọng của sự nghe lời Đức Chúa Trời, vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệp. Đức Chúa Trời và lời của Chúa là một, không hề thay đổi. Sự nghe lời Đức Chúa Trời quan trọng là vì cái lời của Đức Chúa Trời cứu được linh hồn của chúng ta. Nghe lời của Đức Chúa Trời, bây giờ chúng ta học cái cách mà Gia Cơ dạy chúng ta cách nghe lời của Đức Chúa Trời. Thánh Gia Cơ dạy ở đây, cái lời dạy này thì theo cái cú pháp đó là cái mạng lệnh cách là phải. Cho nên ông nói thế nào? Người nào cũng phải mau nghe. Đấy. Cụ thể ở đây thì Thánh Gia Cơ muốn con cái của Chúa phải mau nghe lời của Đức Chúa Trời. Người nào cũng phải mau nghe. Thứ nhất là phải mau nghe lời của Đức Chúa Trời hơn là mau nghe lời của con người. Hôm nay, đoàn người chúng ta thì nghe quá nhiều lời của nhau, lời của con người. Phải không? Tối ngày sáng đêm, phải không? Chúng ta nghe lời của người nhiều quá. Đấy, nghe qua cái mà người ta gọi bây giờ là gì? Phương tiện truyền thông đại chúng. Truyền thông đa phương tiện. Ồ, đủ thứ hết, từ sáng đến tối nghe lời của người quá nhiều.
Tôi tin rằng sáng hôm nay trước khi đi đây cũng một số người nghe tin tức coi bên Ukraine thế nào, Nga nó ra làm sao, phải không? Nghe coi cái giá của nền kinh tế vàng đô la nó ra thế nào, phải không? Nghe coi cái chúng ta đã cái lợi tức, cái GDP của mình nó như thế nào, phải không? Nghe coi mình đứng thứ mấy ở trong cái Đông Nam Á này, vân vân, phải không? Đây, mau nghe lời con người đó, xin thưa quý vị thánh, dễ lắm mà chúng ta buồn, phải không? Dễ lắm mà chúng ta lo, đấy. Dễ sinh ra sợ hãi, đấy. Thì có chừng nghe lời của con người nhiều quá dễ bị lừa dối lắm. Nghe lời con người, nói theo phương diện tôn giáo chúng ta có chừng dễ đi theo tà giáo, phải không? Tất cả mọi điều đó đem đến chúng ta sự tổn hại, không bao giờ có một sự lợi ích gì. Phải không? Biết thêm những cái khôn ngoan làm giữ con người mà thôi. Những cái khôn ngoan mà làm được thiện thì không được bao nhiêu hết. Đấy. Nghe lời con người thì dễ cho chúng ta làm sao chống đối lắm. Nghe lời con người dễ giận nữa, có phải vậy không? Thôi, nghe lời Đức Chúa Trời là sướng nhất, tốt nhất. Đem đến sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn Chúa, chúng ta là người tin Chúa, chúng ta có lời của Chúa để chúng ta nghe mỗi ngày, phải không? Bây giờ với cái điện thoại trên tay thôi, chúng ta có thể nghe lời của Chúa từ sáng đến chiều, phải không? Nhưng mà đừng bỏ qua sự thờ phượng Chúa ở tại nhà thờ. Chớ bỏ qua sự nhóm lại. Lời mà chúng ta nghe đây, Kinh Thánh cho biết đó là lẽ thật. Lẽ thật có nghĩa là gì? Tức là nó không bị thay đổi với ảnh hưởng, với con người, với tất cả những cái gì hết. Đấy. Vẫn đúng, vẫn y nguyên như vậy. Lời Chúa nói, nhưng ta biết, vẫn lập đời đời trên trời, Ngài không bao giờ nói dối chúng ta. Đấy. Lời lẽ thật đưa chúng ta đến sự sống đời đời, còn lại cho đến sự sống đời đời. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người ở trong sự công bình. Thế nên xin Chúa cho chúng ta nghe những tác giả trong Kinh Thánh mà nghe lời của Chúa đấy, nó quý như thế nào, và họ ghi lại cho chúng ta. Những tác giả mà kinh nghiệm đã nói như thế này: cái người mà nghe lời của Đức Chúa Trời, dầu người đó là dại dột đi chăng nữa, khờ dại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không bị lầm lạc. Nhiều triết gia khôn ngoan lắm mà, phải không, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, phân tích tâm lý đủ thứ, triết đủ thứ hết. Nhưng mà rồi môn đệ của những ông đó rồi cũng kéo ra những cái mà thiếu sót, những cái gì đó không trúng, rồi cũng đưa ra một cái thuyết khác nữa. Người nghe lời Đức Chúa Trời, dù là người khờ dại đến đâu đi chăng nữa, cũng không hề bị lầm lạc. Đức Chúa Giêsu phán: ta là đường đi, ta là lẽ thật, và ta là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Mục đích của chúng ta là trở về cùng Cha chúng ta trên trời. Không ai dưới đất tội lỗi, con người tội lỗi mà dẫn chúng ta về Đức Chúa Trời được. Chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Và lời Đức Chúa Trời là ngôi lời Giáng sinh phán cho chúng ta. Trong cái thời đại của chúng ta cần phải nghe lời của Chúa. Cho nên Thánh Gia-cơ dạy, cụ thể là chúng ta phải mau nghe lời của Đức Chúa Trời hơn là mau nghe lời của con người. Tôi không cần nói nhiều, chắc chúng ta cũng đã kinh nghiệm quá rồi. Thứ hai, cái cách mà Gia-cơ dạy chúng ta nghe đó, thì là chúng ta phải cẩn thận cái điều mình nghe. Đấy, cẩn thận điều mình nghe. Ở trong câu 14, câu 15 chúng ta đọc ở đó, chúng ta sẽ thấy chúng ta dễ bị cám dỗ, ha. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận cái điều mình nghe. Đấy, Thi Thiên 119 câu 9, các thanh niên còn nhớ phải không? Phải cẩn thận, đấy, nghe theo lời của Chúa. Người ta nói tốc độ âm thanh thì nó đi khoảng 343 thước một giây. Cho tốc độ ánh sáng thì nó nhầm gì hết, nhưng mà cái tốc độ âm thanh nó 343 mét một giây, nó không có chậm đâu, phải không? Nếu mà đứng chừng cách nhau chừng dài 3 thước á, không chậm.
cẩn thận thì mình nghe. Ngày hôm nay chưa nói đến người ta có nhiều cái loại tai nghe rõ, thì cẩn thận cái điều mình nghe. Cho nên cái việc mà chúng ta bỏ ngoài tai những cái tiếng, những cái lời kêu gọi mà đối nghịch lại với lẽ thật, đối nghịch lại với sự dạy dỗ của lời của Chúa, thì chúng ta biết nó không phải là dễ đâu. Bỏ ngoài tai những cái loại cái tiếng đó không phải là dễ. Bây giờ nó lại là nghe nhìn nữa, có phải vậy không? Không phải là dễ mà không phải là nhẹ. Nó tấn công con cái của Chúa hết sức là dữ, hết sức là mạnh. Đấy. Cho nên nghe lời Đức Chúa Trời một mặt có nghĩa là để ngoài tai những cái tiếng cám dỗ của ma quỷ, của thế gian, vật dục lôi cuốn. Như tại đây Thánh Gia Cơ phải bỏ ngoài tai những cái gian ác ô uế độc dữ phàm tục thư không của thế gian. Đấy. Và chúng ta cũng không nghe những cái lời gọi là tà đạo, tà giáo dấy lên. Đấy. Hiện tại trên miền công nguyên thì có nhiều cái tà đạo dấy lên lắm đấy. Cũng lấy kinh thánh ra nói rồi trời với đất nó dưới âm phủ không, nói những cái mà nằm chim bao cái này cái đủ thứ hết, đang có những cái phong trào ở trên đó. Không nghe những cái lời tà đạo, tà giáo phải lấy ý riêng để giải thích kinh thánh. Đấy. Bài bác kinh thánh. Rồi đi xa lẽ thật của kinh thánh, sự dạy dỗ kinh thánh. Vì vậy mà chúng ta phải mau nghe lời của Đức Chúa Trời. Mau nghe lời Đức Chúa Trời mới có thể tránh được. Đấy. Mới thể cưng ngưng nó lại và bỏ nó đi. Không phải vậy không? Nhân chỉ của lời Đức Chúa Trời là lẽ thật mới thắng hơn những cái lời giả ngụy đó mà thôi. Cho nên con cái Chúa cần phải đọc, phải học, phải nghe lời, phải suy gẫm lời Đức Chúa để cẩn thận. Đấy, phải để cái cẩn thận. Thiên 119 câu 9. Để cách nghe thứ ba mà Gia Cơ dạy chúng ta đây là ở trong câu thứ 21. Hãy đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Nghe lời Chúa như là nhận vào lòng. Nhận vào lòng. Hãy đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Thánh Gia Cơ muốn nói ở đây, nghe lời Đức Chúa Trời như nhận lấy cái hạt giống đạo gieo trồng vào cái mảnh đất lòng của mình. Tôi tin rằng khi mà Thánh Gia Cơ nói cái điều này thì ông nhớ cái câu chuyện Chúa kể về cái người gieo giống đó. Khi Chúa kể chung như vậy thì một số các môn đồ của Chúa cũng không hiểu. Cho nên sau đó thì hỏi Chúa, rồi Chúa giải thích cho một cách hết sức rõ ràng. Và chúng ta học qua điều mà Thánh Gia Cơ nói, nghe lời Chúa như là nhận vào lòng như vậy, như hạt giống đạo gieo vào mảnh đất lòng. Chúa giải thích cho các môn đồ của Chúa thì có mấy loại, có mấy loại đất, có bốn loại cái mảnh đất lòng nhận lấy hạt giống đạo. Cái thứ nhất là tâm lòng như đất ở dọc đường, đường đi đó, tức là số người mà nghe như không nghe. Đấy, chịu chim trời ăn hết, ma quỷ cướp lấy đi. Đấy. Và cái loại đất lòng thứ hai là đất đã sỏi, nghe thì vui mừng lắm, nhận lấy đạo nhưng mà không có rễ, không có lập vững cái nền. Cho nên khi gặp khó khăn bắt bớ thì bỏ đạo lui đi. Đấy. Còn cái tâm lòng thứ ba là như bụi gai. Chúa nói như vậy, nghe đạo rồi thì thế nào? Ồ, sự lo lắng đời này, sự mê đắm của cải, đấy, làm cho ngắt ngòi, không có kết quả. Cái mảnh đất thứ tư, cái tâm lòng như là Chúa nói mảnh đất rất tốt, nghe, hiểu thấu được cái lẽ đạo của Chúa. Mà rồi làm sao? Nó sống, hạt giống nó sống, có kết quả. Một hạt thì được 30, một hạt thì được 60, một hạt thì được 100. Đấy, kết quả. Vậy thì tâm lòng của anh chị em, chúng ta thuộc cái loại mảnh đất nào?
chúng ta chịu gieo giống đạo thuộc cái mảnh đất này. Rồi lòng tự xét từ số 1 đến số 2 rồi đến số 3. Mà ý của Chúa muốn là hết thảy chúng ta, tấm lòng của chúng ta thảy đều là những cái mảnh đất tốt mà Chúa muốn như vậy. Rồi Thánh Gioan Cơ nhắc lại đây thì cũng với cái ý đó. Chúa muốn hạt giống đạo mà gieo vào lòng chúng ta mảnh đất tốt. Người thì 30, người thì 60, kết quả người thì 100, chứ không phải những tâm lòng làm cho nghẹt ngòi, chai trơ, không kết quả. Nên xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa mà nhìn vào những mảnh đất mà Chúa muốn chúng ta xét lại để chúng ta điều chỉnh nó. Chúng ta điều chỉnh nó. Nếu chúng ta mảnh đất dọc đường chăng? Tôi không nghĩ đâu, khi chúng ta ngồi đây không phải mảnh đất dọc đường. Đất đá sỏi chăng? Có thể. Bụi gai chăng? Có thể. Cái gì đó làm mê đắm chúng ta hiện tại, phải không? Xa cách những lẽ thật của Chúa. Cho nên Thánh Gia Cơ dạy chúng ta tại đây hãy mau nghe lời của Chúa hơn là nghe lời của con người. Hãy cẩn thận những cái điều mà mình nghe, và hãy nghe lời Chúa như là nhận nó vào lòng để có kết quả. Hạt giống đó là hạt giống có chất lượng, nó có sự sống ở trong đó, đem đến ta sự sống, cần phải kinh nghiệm nó. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai, ở đây là làm theo lời của Chúa. Làm theo lời của Chúa. Nghe lời Chúa vẫn chưa đủ, mà tôi con của Chúa còn phải làm sao? Sống và làm theo lời của Chúa. Làm theo lời chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Có một cụ mục sư già ở miền Nam trước đây, thì cụ có giảng đi giảng lại một bài giảng mà nó cách nhau không xa, không biết sao. Các thanh niên thì gặp cụ phá, cụ sư ơi, cụ giảng bài giảng này 2-3 lần rồi. Cụ nói theo kiểu miền Nam mà, tao giảng 2-3 lần nghĩ cho tụi bay làm được tới đâu rồi, làm hết chưa? Nói này không phải để biện minh cho mấy mục sư giảng đi giảng lại hoài, nhưng mà để nói đến cái ý nghĩa là làm sao? Chúng ta nghe và làm theo, nghe và làm theo. Nên cơ đốc nhân có thể ôm kinh thánh đi tới nhà thờ đó, có thể nói rằng mình có lời của Chúa, mình nói lời của Chúa được nữa, nhưng mà đời sống không có thể hiện ra, hạt giống đạo nó không có sống dư dật và phong phú, không phải vậy không? Đấy. Đời sống không thể hiện, không có làm theo những cái gì mà Chúa dạy, Chúa bảo, Chúa truyền, Chúa cấm, vân vân. Đấy. Câu chuyện Gia Cơ nói là tự lừa dối mình đấy. Tự vừa lừa dối mình. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có một tâm lòng khao khát lời của Chúa, nghe lời của Chúa rất tốt. Không phải vậy. Nhưng mà cũng sẵn sàng, sẵn lòng để làm theo mọi điều mà Chúa dạy. Các từng tín hữu đã học lời Chúa, nghe lời Chúa quý báu phước hạnh và khao khát làm theo, và cứ làm theo đi, cái điều đó quý báu vô cùng. Phải không? Chúng ta đọc được Kinh Thánh đối đáp rồi. Những kẻ nào nghe và làm theo lời Chúa giống như người xây cất nhà mình ở trên đá, thì có mưa sa, có nước chảy, có gió lay xô động, nhưng mà nó vẫn vững vàng, nó xây trên đá. Đó là nghe lời của Chúa và làm theo. Phải không? Vững vàng cái đời sống ta trước phong ba bão tố cuộc đời này. Đấy. Nó tìm được sự bình an trong Chúa của chúng ta. Chúng ta thắng hơn sự cám dỗ, thắng hơn những cái mà ma quỷ dùng để mà làm lung lạc đức tin của chúng ta. Cái nền tảng của chúng ta là nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nói đến cái cách thức làm theo lời của Chúa. Chúng ta nói cái tầm quan trọng đó rồi, bây giờ chúng ta nói cách thức làm theo. Chúng ta lưu ý cách thức mà Thánh Gia Cơ nói ở đây. Ông dùng cái mặt trái để ông muốn chúng ta phải làm cái mặt phải. Ông dùng cái tiêu cực để nói lên mặt tích cực mà chúng ta
phải làm, phải thực hiện. Đấy. Không nói thế nào trong câu 23 và câu 24. Đấy, cái cách mà ông nói theo cái kiểu ngược lại đó, như vậy đó, để chúng ta thấy cái ngược đó nó trật, phải làm cái đúng là cái mặt phải. Ý ông nói như vậy. Nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia xoay mặt mình ở trong gương, ở trong kính á, thấy rồi đi liền quên mặt thế nào. Có hai trường hợp: xoay mặt mình trong gương, thấy rồi đi quên mặt mình thế nào. Thứ nhất là cái người không có cẩn thận gì cả, có phải vậy không? Người thứ hai, thấy mặt mày vậy đó, đủ thứ quằn quại hết rồi đi, có phải đi không? Nói như vậy đó, nói cái ý để chúng ta phải nói về cái mặt tích cực của nó, mặt phải của nó. Ông lấy cái mặt trái, ông dạy mặt phải. Đấy, cách đó. Xoay mặt mình trong gương, thấy rồi đi liền quên mặt thế nào. Tức là chỉ thấy qua kiến thôi, cái bộ dạng, cái bề ngoài thôi, phải không? Không có chú ý nhìn kỹ cái gì cả. Đấy. Có mắt mà, còn như không, phải không? Thấy rồi, đi. Nếu người ta hỏi lại, thấy gì không? Không thấy gì hết. Biết gì không? Không biết gì không? Một người mà đối diện trước lời của Chúa một cách qua loa, một cách hình thức, chỉ cho bề ngoài, không suy gẫm gì cả, thì như thế nào thưa quý hội thánh? Không thấy mình có cái nhu cầu gì. Đấy, từ Chúa muốn dạy mình cả, phải không? Chỉ có hình thức mà thôi. Đấy. Không thấy mình có nhu cầu thuộc linh. Nhu cầu thuộc linh, sự sống thuộc linh mình không được thỏa đáng. Đấy. Người kia xoay mặt mình trong gương, thấy rồi đi liền quên mặt mình thế nào. Đấy. Nên thưa với quý vị thánh, cái bệnh mà xoay mặt mình ở trong gương rồi đi đó, rất là thông thường, phải không? Nhưng mà nó nguy hiểm vô cùng thưa với quý hội thánh, có dịch. Đấy. Đó chỉ là một hình thức tôn giáo chăng? Đấy. Có đạo bề ngoài không, đạo dầm không? Phải không? Ôm kinh thánh đi nhà thờ, giữ lễ, học kinh thánh, nói kinh thánh nữa, mà không giúp ích gì cho chính đời sống thuộc linh của mình. Không cứu được linh hồn của mình. Đấy. Năm 92, 93 khi tôi về đây hầu việc Chúa, thì cụ mục sư Đoàn Văn Biên, phó hội trưởng lúc bây giờ, thì có những giờ dạy kinh thánh tối thứ tư, tối thứ năm, chắc là một số con cái của Chúa lâu năm ở đây thì được biết. Có một lần tôi ngồi bên dưới, tôi nghe rõ cụ, Chúa cảm, thánh linh cảm thúc cụ như thế nào, cụ nói thẳng ra tên của một người mà tôi biết rõ người đó, bảo người đó hãy ăn năn. Mà người đó có mặt học kinh thánh thường xuyên lắm mà. Người đó cũng nói kinh thánh tốt lắm à. Cũng nói phải ăn năn, cứ đích danh như thế. Tôi cảm Đức Thánh Linh mà nói thẳng ra như vậy. Tên của người đó luôn. Đó, có cái nền nó vậy đó, nó như vậy đó. Sau này người này đi nước ngoài, tôi cũng được biết đời sống người đó cũng khá gì hơn. Không khá gì hơn, không biết. Mong rằng cứu được linh hồn của người đó. Cứu được linh hồn của người đó. Gia Cơ cũng nói một cái trường hợp xoay mình trong gương. Thấy mặt mình làm sao? Đầu bù tóc rối, mặt mày quằn quện. Rồi liền đi quên mặt mình thế nào? Ý ông muốn nói thế nào? À, không phải thấy vậy rồi đi nha. Đó, cái Gia Cơ nói dạy cái này, lấy mặt trái nói mặt phải, lấy tiêu cực mà nói cái tích cực. Có cách dạy như vậy, Gia Cơ hay bớt. Thấy mặt mình, đầu tóc mình rối bù, thì phải làm sao? Đi không? Không nên đi. À, ý của Gia Cơ nói, phải chải tóc cẩn thận, cho nó nề nếp thứ tự. Nếu có kiểu cách nữa thì đẹp quá, phải không? Thấy mặt mình quằn quện thì thế nào? Phải lau cho nó sạch, phải không? Nếu được thì phải trang điểm nó cho đẹp.
thấy râu ria xồm xàm lỏng chỏm là phải cạo cho nó nhẵn nhụi bánh bao vậy đó. Để ý và cơ thì muốn nói như vậy, cho nên chúng ta không phải thấy rồi đi, không quan tâm, không nhìn kỹ gì cả, nhìn thấy những cái mà nó không tốt không đẹp rồi bỏ đi, không phải. Đấy, ý của gia cơ muốn dạy chúng ta như vậy. Người ta nói có hai cái loại ảnh hình á. Một loại thì chúng ta thích chia sẻ nhau lắm, thích dồn mình trong đó có đẹp không, tức là mình đi tham quan chỗ này chỗ kia, nước này nước nọ, cảnh trí tốt đẹp đó, phải không? Dồn mình trước nhất con có đẹp hay không cái đã, rồi cái chia sẻ với người à, nước này nước nọ chỗ này chỗ kia, phải không? Cũng có một cái bức ảnh nữa mà hình như là chúng ta không muốn chia sẻ với ai hả, đó là khi chúng ta chụp X quang, phải không? Đấy, khi chúng ta nội soi, khi chúng ta chụp MRI, vân vân, chúng ta thấy gì trong đó? Có sỏi thận không? Có ung bú ở gan không? Có cục bú nào ở bao tử không? Ung não có không? Mà chụp ra cho chúng ta thấy như vậy mà chụp cắt lớp nữa. Chúng ta dò ngồi chúng ta cười hề làm sao? Đi, quên nó đi. Khó quên lắm mà nếu có quên đi nữa nó còn không? Nó còn ở đó đó, cho nó không mất đâu. Còn ở đó. Nhiều người nói mà ráng mà quên đi. Nó vẫn ở đó đó. Nó vẫn lớn lên đó, nó vẫn di căn đó. Cái loại bức hình đó quan trọng lắm. Cái hình nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta làm sao? Không quên nó được, có phải không? Những người lo lắng đó thì làm sao? Phải đi tới từng bác sĩ chuyên môn coi nó như thế nào. Có nhiều người người ta sợ, nãy lo lắng phải sưu tầm chứ hả? Tầm cứu ung thư trước. Cho nên nếu mà lời của Chúa có chỉ ra cho chúng ta cái đời sống của chúng ta xoay gương vào cái lời của Chúa, chỉ ra đời sống của chúng ta bệnh này bệnh kia bệnh nọ, ung thư chỗ này ung thư chỗ kia thì sao, chúng ta dừng lại, phải không? Chúng ta phải chữa chứ, không phải vậy không? Cho nên chúng ta xoay gương lời của Chúa mà chỉ ra đời sống chúng ta như Gia Cơ nói ở đây, dối trá, tham lam, gian dâm, ngoại tình, ăn cắp, không tin kính. Như thế nào, của anh chị em? Chúng ta thử quên đi không? Xem như không có gì không? Nguy hiểm vô cùng. Nó sẽ hủy hoại đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, hậu tự của chúng ta. Không cứu được linh hồn nữa. Có thể nói như vậy, không cứu được linh hồn nữa. Vì vậy mà tôi con của Chúa, khi chúng ta xoay gương vào lời của Chúa thì chúng ta thấy những gì chúng ta cần phải làm ngay, phải không? Cần phải làm ngay để sửa nó lại, để chữa nó. Đấy. Biết được điều gì mình cần phải làm, biết được điều gì mình cần phải tránh, biết điều gì mình phải ăn năn sửa lại. Không thể quên nó thế nào mà đi được. Gia Cơ muốn nhắc cho chúng ta điều đó, và Chúa muốn chúng ta hết thảy đều được trọn lành. Nhớ như vậy. Chúng ta biết khi Ê-sai xoay mình ở trước vinh quang của Đức Chúa Trời trên trời thì ông thấy ông thế nào? Ông nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Trước đây thì ông phục vụ cho triều đại vàng son của Osia. Người ta nói ông có bà con chi đó đi vua, cho nên đi ra vào ở trong cung vua dễ dàng lắm. Và ông cũng có thể tự hào phục vụ cho trướng của một vị vua như thế. Thì vị vua đó vẫn là con người, vẫn là tội lỗi, phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, nổi Chúa cho phung, bị đuổi ra khỏi đền thờ. Tiêu tan hết hy vọng, không thấy tương lai mình ở đâu hết. Vào đền thờ để cầu nguyện, đấy, tỏ hết tâm lý của mình, thất vọng vô cùng, nhưng mà Chúa cho thấy sự vinh quang của Chúa, rồi xoay trước sự vinh hiển của Chúa. Ông thấy ông là người ô uế,
và mồi ô uế giữa một cái dân ô uế ăn năn trước mặt Chúa. Mà Chúa dùng thiên sứ thánh của Chúa gấp than lửa đỏ lên bàn thờ và ra mà môi ông, lỗi ngươi được tha, tội ngươi được thứ rồi. Ăn năn trước mặt Chúa. Rồi nghe tiếng Chúa kêu gọi, ta sẽ đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Ta sẽ nói rằng, có con đây, xin sai con. Chúng ta biết Chúa ngự trên ngai cao sang thế nào. Những seraphim, tức là những thiên sứ lửa đó, tung hô Chúa như thế nào, có loại sáu cánh, che mặt, hai cánh trên vai, che ở dưới, tung hô Chúa. Nền gạch cửa của đền thờ rung động, bốc khói. Vinh quang của Chúa soi ra để chúng ta thấy rõ những gì chúng ta ăn năn, để rồi Chúa sử dụng chúng ta. Kết quả cho công việc nhà của Chúa, phước hạnh vô cùng, phước hạnh vô cùng. Chúng ta đọc cái câu 29 để chúng ta biết rằng chúng ta phải làm theo lời Chúa phước hạnh như thế nào. Kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, hết lòng giữ theo phép tắc ấy, tìm được phước trong sự vâng lời. Cơ đốc nhân thì thường thích đọc luật pháp của Đức Chúa Trời hơn là làm theo. Nhiều khi nói mình cũng tin lời Đức Chúa Trời được, nhưng mà không có việc làm, không có việc làm. Cho nên chúng ta biết rất rõ cái việc học và việc hành thì không thể kể là một được. Không thể lấy cái này mà thay cho cái kia được. Cho nên cái người mà xoay gương vào lời của Chúa, phải làm theo lời của Chúa mới được phước trong sự vâng lời. Cái cụm từ của người Do Thái nói rằng khi mà chúng ta nghe theo cái tiếng, nghe theo cái lời đó có nghĩa là dịch là vâng lời. Dịch là vâng lời. Cho nên người xoay gương lời Chúa phải làm theo lời Chúa mới được phước trong sự vâng lời. Cho nên khi sai mà xoay mình trước sự vinh quang của Chúa rồi thì thế nào? Ông sẵn sàng để làm theo lời của Chúa. Trong Kinh Thánh chúng ta có nghe Chúa kể một câu chuyện về một ông cha có hai đứa con, sai đứa ra ngoài ruộng làm nông đó mà. Một đứa thì nói dạ, nhưng mà nó đi không? Nó không đi. Có đứa nó nói nó không đi, nhưng mà rồi nó làm sao? Sao nó nghĩ lại rồi nó làm sao? Nó đi, phải không? Đôi khi chúng ta cũng bướng bỉnh như vậy đấy. Phải không? Rồi xin Chúa cho chúng ta theo như ý của Chúa muốn, Chúa kể câu chuyện này để chúng ta ăn năn làm lại cái điều mà chúng ta phải làm. Phải không? Làm lại cái điều mà chúng ta phải làm. Nên xin Chúa ban phước cho chúng ta như Thánh Gia-cơ dạy ở đây. Chúa muốn chúng ta phải hành động, và phải sống sau khi chúng ta làm sao nghe lời của Chúa, nhất là quý tân tín hữu. Chuyện này bắt tên sẽ được là tín hữu thực thụ của hội thánh của Chúa, thì sẽ học thêm lời của Chúa, phải không? Nghe thêm lời của Chúa và phải làm sao? Phải sống theo lời của Chúa, phải hành động. Đấy. Hội thánh đầu tiên chúng ta biết cũng đi theo cái đường lối như thế này. Đấy, đi theo đường lối. Đức Thánh Linh cảm thúc trong đời sống của họ khi họ nghe lời của Chúa. Đấy, khi họ đặt đức tin lên lời của Chúa, họ kinh nghiệm được, họ sống theo lời của Chúa. Đấy. Là công việc của Chúa mở mang phát triển, danh Chúa được vinh hiển. Xin Chúa Thánh Linh vừa giúp mỗi đời sống của chúng ta luôn biết nghe và làm theo lời của Chúa. Chúa ban phước cho hội thánh, ban phước cho các anh chị em tân tín hữu chịu thánh lễ báp têm sẽ nghe, biết và làm theo lời của Chúa để cuộc đời mình được phước hạnh. Amen.